Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai. Hiện nay em đang có mặt tại Lào Cai và sẽ set up cho anh em tại Lào Cai một cái cấu hình D&B các bác nhá. Đây là tất cả những cái hàng bên Cao Duy Hoàng Mai cung cấp một bộ D&B nguyên thùng xốp các bác nhá. Xin mời tất cả các bác cũng theo dõi full clip của Cao Duy Hoàng Mai các bác nhé. Một cái không gian cực đẹp luôn tại thành phố Lào Cai các bác nhé. Hello tất cả các bác nhé. Và sau đây em xin đập thùng con súp này. Chốt nha. Nhấc nhấc một cái tay này. Nặng không? Nguyên giấy tờ này. Cực yêu luôn các bác nhé. Phòng này tầm 20 mét. Như sô ly luôn. Nó tiếp tục là full. Clip lần này nó sẽ hơi dài một chút các bác nhá. Đó. Cực xinh luôn. Để tạm lên đấy. Cái chân đi nhỉ. Kéo sang. Rất xinh xắn, rất đơn giản. Người sách vở các bác nhá. Tiếp tục lại là một con mên. Đầy đủ sắt vở và dây rắc của hãng. Okay. Đang đặt cái súp xuống, anh đặt cho em cái súp. Khui lốp cái chân loa này. Nguyên cái bộ chân loa này đã là gần 10 triệu các bác nhá. Đó, hàng hãng đấy.
nguyên bộ chân loa gần 10 triệu. Vâng, và tất cả những cái của thiết bị D&B có cần lấy món thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi clip, full clip sau các bác nhé. Thank you các bác rất nhiều. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai. Hiện nay em đang ở một nơi khá xa, đó là trên Lào Cai các bác nhé. Có setup cho em 5 một cái cấu hình D&B mà hôm trước em đã livestream mà bóc xốp để gửi đến tất cả các bác. Không nghĩ mà một cái cặp loa bé tí nhỏ tâm hồn cực kỳ là rộng lớn luôn. Tất cả các bác sẽ theo chân em. Phòng của bạn Năm này quả 20m các bác nhé. Cái về cái tiêu âm thì nó cực kỳ là không có một cái gì chống trải ngoài bộ bàn ghế ra. Nhưng mà gia đình muốn cũng gọi là thưởng thức âm nhạc thôi, cũng không muốn quá cầu kỳ. Một lần nữa để mà nói rằng phòng này còn thiếu tương đối tiêu âm các bác nhé, thì nó sẽ trở lên về cái chất âm tuyệt đối luôn. Nhưng mà không sao, vấn đề là chúng ta yêu ca hát thì cũng sẽ khắc phục dần. Đó là một trước mắt tất cả các bác, đó là một con súp cùng combo của E8 các bác nhé, và một con đẩy 10D, đó là một cái dòng bass 30 đến từ Đức các bác nhé. Combo là combo nguyên thùng súp và tất cả cấu hình gồm một quản lý nguồn và hai bộ mic Sen G4 EVK 100 đầu 945 cũng nguyên súp luôn các bác nhé. Ở đây có một cái thiết bị mà cực kỳ mà phải nói rằng một cái đôi chân loa make in Jack Mali, chỉ là cái chân thôi nhưng mà cực kỳ là sắc nét, đã đến từ người Đức nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đây chủ đề chính của chúng ta đó là một đôi full mà hôm trước em giới thiệu tất cả các bác rồi. Nó là một cái cấu hình gọi là cực kỳ xinh xắn và mượt mà, các bác hãy để ý kỹ nhá. Đó các bác xem này. Nó lên tới 130 decibel thì các bác biết rằng cái áp lực của nó kinh khủng như thế nào các bác nhá. Đấy, cực kỳ luôn. Nó lại là một dòng loa đồng trục mà rất tinh tế đến từ người Đức các bác nhá. Em cũng sẽ còn giới thiệu nhiều, hôm nay là cũng hơi muộn một chút rồi, em sẽ giới thiệu rất nhiều về cái dòng loa này sắp tới đây các bác nhá. Đó là huyền thoại người Đức đây rồi, DB và các bác D&B, em cứ lại nhầm D&B, cho nên một lần nữa các bác có yêu cầu thì hãy liên hệ em K. Một cái cấu hình cực kỳ xinh xắn, không hề nhỏ bé một tí nào các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Và đây là một cái cấu hình bên em có yêu cầu để mixer ở đây để các cháu đỡ nghịch các bác nhá. Đủ cả bàn mixer nguyên cả cấu hình luôn. Thank you các bác rất nhiều. Gồm một con Việt KTV để cho các bác có tuổi dễ sử dụng, đó là một con Việt KTV các bác nhá. Cũng như mọi lần thì em hôm nay chính thức em sẽ test trên D&B các bác nhá. Có thể một chút nào mà nó nhầm thì mong các bác thông cảm. Thank you các bác rất nhiều. Một đoạn thôi các bác nhá. Nếu chiều lên lỡ hẹn không thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy thôi. Mai già và mùa xuân quên mặc áo mới. Xuân đã chín đỏ, bàn tay được yêu hoa vô, bàn tay hoa
không nghe trời vào xuân chưa. Bên sông từng giọt lắng vàng chợt đưa trên màn hình, và các bác có yêu cầu nghe thử cứ qua em Cao các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều, và các bác trước khi rời máy đừng quên hãy cho em Cao xin một like. Thank you các bác rất nhiều. Thả tim.